Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kênh Nói Tiêu Dùng. Hôm nay Thành sẽ trên tay một cái máy khò nóng của Makita, mã là HG6530V. Đây là một con máy thuộc phân khúc cũng khá là cao cấp của Makita. Giá của nó lên tới hơn 1,6 triệu. Và nó có khá là nhiều những cái tính năng hiện đại, ví dụ như là đồng hồ điện tử, hiển thị nhiệt độ, tăng giảm nhiệt độ tùy ý, và build của nó thì rất là cao cấp. Nếu như anh em đang cần một con máy chính xác về nhiệt độ đến từ một hãng uy tín thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là phù hợp cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem chi tiết cụ thể máy này như thế nào nhé. Let's go. Về xuất xứ, đây là một con máy chính hãng của Makita, được bán tại Việt Nam bảo hành 6 tháng. Và khi mua thì anh em hãy nhớ xem cái tem 7 màu ở trên thân máy. Đây là cái tem mà chúng ta sẽ sử dụng để mà kích hoạt bảo hành. Và để chắc chắn không mua phải hàng giả hàng nhái thì anh em nên mua ở những địa chỉ uy tín, ví dụ như Kênh Nói Tiêu Dùng chẳng hạn, để mà được hưởng đầy đủ chính sách của hãng. Khi mua máy về thì anh em sẽ nhận được trong hộp đó là một cái thân máy và sách hướng dẫn sử dụng, có thẻ bảo hành ở bên trong. Và sách này thì có tiếng Việt, anh em nhớ đọc kỹ trước khi sử dụng nhé. Nhìn vào thiết kế của máy thì anh em có thể thấy được sự cao cấp của máy ha. Những cái phần bọc cao su ở chỗ tay cầm để giúp chúng ta có thể cầm êm hơn. Và ở bên trên thì là những cái phần được làm bằng nhựa chịu nhiệt, thiết kế rất là hầm hố. Máy nặng đâu đó tầm khoảng 0,7 kg. Về cơ cấu điều khiển máy thì anh em sẽ cần quan tâm các phần như sau. Thứ nhất, ở dưới anh em sẽ có một cái công tắc điều chỉnh chế độ. Phía trên này anh em sẽ có một cái màn hình LCD hiển thị nhiệt độ, và ở dưới đó là nút tăng hoặc là giảm nhiệt độ. Máy có 3 chế độ. Ở chế độ 1, nhiệt độ của máy sẽ cố định ở mức 50 độ C. Chế độ này dùng để làm nguội máy. Sau khi dùng máy ở chế độ 2 và chế độ 3 ở nhiệt độ cao thì trước khi tắt các bạn nên chuyển về chế độ 1 và đợi khoảng 30 giây để cho máy nguội bớt rồi chúng ta mới tắt nhé. Chuyển qua chế độ 2, lúc này nhiệt độ có thể điều chỉnh được từ 50 tới 650 độ C và máy sẽ thổi gió nhẹ. Khi anh em muốn thay đổi nhiệt độ, anh em có thể bấm nút tăng hoặc giảm nhiệt độ. Mỗi lần bấm, máy sẽ nhảy 10 độ C. Nếu muốn nhanh hơn thì chúng ta có thể đè nút, lúc này nhiệt độ nó sẽ nhảy rất là nhanh. Sau khoảng 3 giây thì máy sẽ trả về lại nhiệt độ hiện tại. Chuyển qua chế độ 3 thì lúc này luồng gió nó sẽ mạnh hơn ở chế độ 2. Còn khoảng nhiệt độ có thể điều chỉnh vẫn là từ 50 tới 650 độ C. Nhìn từ hai bên hông, anh em sẽ thấy những cái khe. Những cái khe này chính là những cái khe để mà máy nó hút gió vào, và gió nó sẽ được thổi thẳng ra phía trước. Thì lúc sử dụng anh em không có được che cái khe này nhé. Che cái khe này thì máy nó sẽ bị quá nhiệt nè. Đây là một con máy rất là mạnh mẽ với công suất lên tới 2000W. Máy có thể giúp cho anh em làm được rất nhiều việc, từ khò màng co tới định hình các vật liệu nhựa, làm khô sơn, tẩy sơn, hàn nhựa, kể cả sấy tóc hay là nướng thịt cũng được luôn. Nếu anh em quan tâm và muốn đặt hàng sản phẩm này thì có hai cách. Cách thứ nhất là anh em để lại số điện thoại dưới phần nhận xét, Kênh Nói Tiêu Dùng sẽ gọi lại cho anh em. Cách thứ hai đó là anh em click vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả, sẽ dẫn vào trang web Kênh Nói Tiêu Dùng.vn. Ở đây sẽ có giá, chương trình khuyến mãi, thời gian bảo hành và có nút đặt hàng. Và anh em chỉ cần bấm vào nút thêm vào giỏ hàng. Mua hàng Kênh Nói Tiêu Dùng thì 100% là hàng chính hãng, bồi thường tới 1 tỷ nếu như là hàng giả hàng nhái. Kênh Nói Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em để lại dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cuối cùng, cảm ơn anh em đã xem hết clip này và đừng quên cho một like, cũng như nếu như chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào của Kênh Nói Tiêu Dùng. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip sau.